Muôn thu mới có một kỳ, hãy nên nắm lấy đạo nghị chớ buông. Gặp khi thế giới quay cuồng, dây oan bốn đạo gỡ xuống mới màu. Con đường Phật Pháp cao sâu, phải nên trì niệm mới hầu thành công. Vang lên một tiếng chuông đồng, con người trong mầm sớm hầm tình tâm. Lời đây không phải ca ngâm, tùy theo sở thích mà tầm cứu nhau. Muốn người nghe lấy từ câu ra, về cùng nhớ như hầu ở đây. Bốn phương khói lửa giấy đầy, giữ mình đâu chắc an bài viên miên. Những ngày tai họa điên liên, năm châu thế giới đâu yên chỗ nào. Trải qua Nga Đức Nhật Tàu, kêu luôn thế giới hô hào chiến tranh. Tiểu bang đại quốc xúm giành, kẻ thì lo cướp người tranh lợi nhà. Thiết tha ôi rất thiết tha, chỉ cầu cho khắp người ta tu hành. Nhớ rằng lợi kẻ lợi mình, ấy là hợp lý nên hành bớ ai. Lợi mình mà kẻ mang tay, là điều trái ngược đừng gây bớ người. Mấy khi quân thượng phản hồi, ấy là duyên trước của người đã gieo. Bây giờ khuyên hãy gắn đeo, khỏi ngày nan ách đưa theo bên mình. Sự tu cần yêu tâm thành, nhớ lời quy kinh thiết hành cho ý. Cuộc trần thay đổi mấy khi, ngày nay gặp được hãy ghi bớ ai. Lành thay lành thay lành thay, vạn dân có thể gần ngài Phật tiên. Phải nên gần chỉ khẩn nguyện, thành công niệm Phật thoát miền lao lung. Có ai biết được sơn trung, ít người thấy rõ non tầm lịch chăng. Nay ghê thiết giáp xa tăng, sao còn gặp lũ tinh chẳng ghê không. Đi cùng chợ búa ruộng đồng, để mà xử phạt ai lòng gian manh. Nay đây khuyên nhủ tu hành, để nhờ ơn đức trời xanh hộ trì. Mấy khi gặp được khoa kỳ, tại rinh khoa giáp hẳn thì được vinh. Thôn quê cho đến thị thành, đua nhau tu niệm nhọc nhanh đừng than. Xác thân khổ hại chưa chán, nay tu sao được thanh nhàn
hiển nhiên. Đồng đạo đã có tâm hiền đến đây nghe giảng thì yên chỗ ngồi. Làm gì kẻ tới người lui, hình như tâm nọ chưa vui chăng nào. Đây là những tiếng kêu gào, vừa là tha thiết ngọt ngào xiết chi. Muốn người gặp đấng từ bi, sống còn gặp được bửu kỳ hương sơn. Ơn thầy gầm thiết trọng ơn, chúng ta đã thọ ráng thân cho tròn. Dầu cho biển cạn núi mòn, với mình cũng giữ lòng soi một bầy. Dầu cho ai có nhúng trầy, nơi mình việc đạo chớ hề bớt lui. Xa chi tiếng nói ngoài môi, của lòng nhân ngã của người dối tu. Chỉ vì một đám sương mù, che lòng của chúng mở luôn quá rồi. Nay đây chưa biết tình hồi sao, dầu hối tiếc việc rồi kịp đâu. Thương nhau nhắc nhở từng câu, chỗ này chỗ khác ngõ hầu khuyên nhau. Nghe không đây chẳng ép nào, chỉ thương cho đó ngày sau khổ nàng. Khi thầy vẫn mặt an giang, bởi vì số hệ thiên ni hoàng đã phân. Lại là mang xác thịt trần, phải đành nhồi quá cho phần thêm cao. Ngày kia sông bùa ba đào, thuyền từ trở lại rước nhau đem về. Nhà tiên cửa Phật sáng xuê, chỗ ni là cảnh đáng kề bơ ai. Coi trần nay thiệt chông gai, dầu cho vương đế đâu ngoài khổ lao. Khi suy khi thành biết bao, dinh hư tiêu trường việc nào khỏi qua. Mấy khi gặp hội rừng già, để xin nhắc lại gần xa gắn tầm. Phép màu của Phật thầm thâm, đừng ngờ không tới mà lầm bơ ai. Khác chỉ mặt nhật bụi mai, đêm nay thấy tối mai rài sáng trưng. Đổi thay cơ tạo đâu chừng, việc đời quốc khúc muôn phần éo le. Ai ôi đây chẳng bài khoe, chỉ thương đây mới nhắc nghe đôi lời. Cũng không có tiếng rủ mời, chỉ vì lẽ chánh cản lời để phân. Ai ơi nên dừng tinh thần, sao chưa yên lặng tâm trần để nghe. Cuộc đời thiệt quá khắt khe, đạo màu ta phải ráng nghe cho thường.
khuyên nhau trong ngõ ngoài đường, hãy nên giữ giả cho thường lặng yên. Đó đây gầm thật hữu duyên, cho nên được gặp phổ truyền kể cơ. Ráng nghe sao được hướng nhờ, không thì đừng nói không ngờ bớ ai. Lành thay dân chúng lành thay, tuy trong cảnh khổ được cái bài giảng cơ. Mỗi người tam bảo có thờ, giảng kinh đã sẵn mỗi tờ hãy xem. Xét mình còn chỗ lút lem, hãy nên rửa sạch được xem hồi hàng. Gọi kêu từ xóm cuối làng, ai người biết sợ cuộc nàng hãy tu. Đây không có phải lời ru, chỉ vì muốn kẻ ngao du non thần. Chuyện xoay mấy tạo lần lần, từ đây đến rốt cần phân xa nào. Hãy nên khuya sớm dội trao, từ nơi cúng lại đến vào sửa tâm. Nói ra lừa lọc kẻo lầm, việc làm phải chọn hợp tâm người đời. Ấy là được hộp lòng trời, ngày kia mới được sống đời bơ ai. Quyền cơ đưa lại chẳng sai, bởi lòng đã nghiệm mấy nay rất rành. Tuy là mang xác cha sanh, kim can tâm nọ như thành vững yên. Đây là cùng một cơ duyên, để trao đạo đức sơn xuyên sau này. Vì thương bụng đạo gây trai, nên thân gầy ốm bao nài nể chi. Muốn người được biết tu trì, việc đời việc đạo trọn thì đôi vai. Nước nhà công nghĩa mó tay, với ngôi tam bảo hôm mai chuyên cần. Hỡi ai có sợ quả tận, có e cuộc thế phong trần tái lai, thì nên giữ lấy lòng ngay, trong nhà cũng thế đối nay ngoài đường. Với ai cũng một tình thương, tùy cơ giao qua những đường hiền nhân. Giúp người không đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận quý hơn hết rồi. Sợ e cuộc thế dập dồi, vạn dân ba tánh vô hồi thiết tha. Cánh tình còn phải lạc cha, vợ chồng chia cách chan hòa hổ châu. Gặp cơn nắng hạn còn lâu, ngựa trong đến giọt mưa ngâu chẳng cùng. Bây giờ trời chưa nổ đùng, người còn giải đại không lầm trịa trao. Để khi khói lửa cháy ào, mới là tìm nước tìm gạo muộn thay. Hỡi ai kìa hỡi bớ ai, đến đây nghe giảng nghiêng tay rốt
vào, để mà biển rõ vàng thao, tách mình qua khỏi lưới rào yêu ma. Có chi bằng nỗi can qua khổ thải chết chóc người ta vô cùng. Bắc Nam tiên sung đùng đùng, mà con người sống cạnh phập phòng sợ lo. Biết đâu mai đói nay no, nếu không giữ trước khó cho sau này. Đồng đạo ơi nhớ đức thầy, đã nhiều công khó giải rài chúng ta. Thừa dưng sắc lĩnh Thích Ca, với nơi ngọc đê xuống mà phạm gian. Lìa nhà lại phải xa làng, chỉ vì khuyên giáo trần gian tu hành. Nay đây có dịp vào thành trễ chân ắt lọt xuống gành bơ ai. Quý thai đồng đạo quý thai, đến đây đồng đạo chú tai nghe vào. Lời khuyên thật rất ngọt ngào, niềm tình đồng đạo để trao cho nhuần. Chớ đâu nợ có ớt gần, làm cho tình nghĩa sẽ phân đôi đường. Mặt người có bụng ghét thương, với đây thì chẳng muốn vương mối sầu. Với ai đây cùng cúi đầu, để mà khuyên đó ngọ hầu nhớ tu. Sửa mình cho hết mà lũ, trao thân được vẹn trời thu được gần. Có chỉ bằng một chữ cần, dầu rằng việc khó mãi lần cũng nên. Như là Phật Thánh Thần Tiên, trước kia cũng đã khổ phiền xiết bao. Đã dạy công cán chùi lao, thế nên mới được quả cao cực đời. Nay đây khắp cả mọi người, lầm thành ách cũng được trời đổ cho. Khuyên người hãy ráng cần lo, mấy khi gặp được trời cho nhiễm màu. Một lại bù mười lại vào, niệm Phật một tiếng Phật trao mười lời. Đời ơi kìa hỡi đời ơi, được trên ân xá sao thời chẳng tu. Ngồi đây chớ nói lũ bu, nhất là ngoài ngõ phải âu giữ mình. Nghe đây tâm chánh phải gìn, chứ đừng khuấy rối đức tin của người. Đây là thế kỷ 20, tận tiêu việc cuối làm người phải lo. Tu sao được hưởng thơm tho, của ngài lập thế đáng cho làm người. Trái là phải tội theo đời, quá làm cây đá khổ thời muôn năm. Nhớ ghi đạo rất quyền thâm, phải nên trì chí nhiều năm mới tường. Chỉ trừ thời trước
thượng quân, người căn trí rộng khỏi cần phải trao. Còn nay đã phải trần lao, mà căn chúng hẹp sợ trao chưa thành. Huống chi là chẳng thật hành, bao giờ được hưởng phúc lành bơ ai. Lành thay, lành thay, lành thay, trăng kia đã tỏ lời nay cũng tường. Ai ơi chỉ một nhãn đường, nơi lòng hôm sớm khói hương chớ rời. Nhớ thầy bớ đồng đạo ơi, ngày nay vắng mặt coi người vì ai. Bởi thương đồng đạo gái trai, cho nên thầy chịu nạn tai lắm hồi. Chỉ còn ta phải trao dồi, để chờ gặp được nước xuôi thầy về. Bây giờ còn phải u ê, chỉ vì cuộc thế rộn rề chưa xong. Đến đây chào hết đạo đồng, giảng cớ đã dứt mà lòng chưa nguôi. Kể giảng đến đây đã dứt rồi, chào trong đồng đạo khắp người người. Ra về cũng phải lòng thương nhớ, để được ngày kia quà tốt tươi. Đêm 18 tại Tây An Cổ Tự, nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Một đoàn người lạc giữa rừng quán, gặp vị chân nhân chỉ nêu đàn. Ngày ấy chính nay là kỷ niệm, tỏ lòng kính cần cả muôn vàng. Thanh sĩ tôi cúi đầu chào quý đồng đạo nam nữ. Thưa quý đồng đạo, hôm nay chính thức kỷ niệm đệ thập tứ chu niên ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ là Đức Thầy của chúng ta khai sáng môi đạo Phật giáo Hòa Hảo. Để tỏ lòng thành kính đối với ngài lễ này, chúng ta nên ôn lại vấn đề đạo đức mà chính Đức Thầy đã dạy cho chúng ta nhiều lần trong sám giảng. Sự tu không thể lấy một ít việc ăn chay cúng lại niệm Phật suôn sẻ mà gọi là trọn nghĩa của sự tu được, mà trong sự tu cần phải kèm thêm sự hành luôn cả hai mặt của việc người lẫn việc Phật mới được. Đối với người phải đem tam căn ngũ thường ra mà đối xử, đối với Phật cần lấy tam quy ngũ giới ra mà tôn thuận. Và bên ngoài của mọi cảnh cũng như bên trong của lòng mình đều giữ lặng lẽ trong trắng làm gốc, nghĩa là ngoài chẳng vọng các trần, trong không loạn bổn tâm, luôn luôn dùng lấy trí huệ để phương tiện hành xử cho mọi việc được ổn đáng và ích lợi giữa người với ta mà không một mãi
háo danh. Với việc làm này, ta không chút nào rời bỏ theo lời Mạnh Tử có nói: tuy thế gian hữu dị sanh chi vật, nhất vật bọc chi, thập nhật hàng chi, vị hữu năng sanh dạ dạ. Nghĩa là tuy trong thế gian có thứ cây dễ trồng, song một ngày phơi nắng, mười ngày tưới nước, nó chưa được sống, nói chi có trái. Đúng vậy, nếu việc đạo của ta trước cần sau biến, nay chăm mai lãng, thì cái tội trước của ta đã gây còn chưa rửa sạch, đâu có dư được phước mà hái lấy cái quả tốt lành, và cũng không do đâu để mở mang trí huệ cho được. Vả lại, muốn cho trí huệ được mở mang, lúc nào ta cũng cần trừ sạch vọng hoặc, giữ lòng tịch tỉnh như khoảng không, như gương sáng, tự tánh hay hàm dung, và soi ứng vạn vật mà không bị dính mắc suy giảm. Và đối với cái đạo, nó chẳng phải xa, chẳng phải gần, không màu sắc, cũng lớn, cũng nhỏ, chẳng lấy mắt mà thấy được, chẳng lấy tai mà rờ được. Trong 12 giờ đều xoay ở quanh ta, ta phải tự trở lại với lòng ta để mà gặp đạo, thấy đạo, vì nó rất tương tự và mật thiết với bản tâm của ta vậy. Nếu ta rời bản tâm của ta, tức là ta rời cái đạo. Mà hãy rời cái đạo thì chẳng khác nào cá rời khỏi nước, không thể sống được. Thưa quý đồng đạo, đã gặp được ngay đại đạo của Đức Thầy truyền giáo cho, chúng ta đâu còn ngờ hoặc bởi việc nào của đời hoặc đạo hay lẽ quyền bí. Mỗi mỗi việc chi Đức Thầy đều có chỉ bảo phân tách rành rẽ, mà kết quả của mỗi việc ấy chỉ còn do ở chúng ta thực hành sẽ được. Và cách tu thân xử thế, chúng ta hẳn không nên ngờ hoặc giải đãi, trở lại ngày càng nên phấn phát tin tưởng thêm nhiều. Vì rằng từ hạng vua chúa đến dân giả đều cần lấy sự tu thân làm gốc. Nếu không tu thì nhà không yên, nước không trị, và thế giới không hòa. Chẳng phải thế thôi, kẻ không biết tu thân là kẻ tự giết mòn khoái lạc của nhân loại, của gia đình bằng mọi kết quả đau khổ hiện hữu. Và sau khi bào thai lên thế gian, nghĩa là họ sẽ phải tàn nhẫn, bệnh tật xấu xí, chết chóc non yểu, khiến ai để mắt nhìn vào cũng phải chau mày, tắt lưỡi, không còn muốn gần họ hoặc sống chung với họ nữa. Và nếu hầu hết mọi người cứ lây nhau làm ác, thì ngày kia thế giới này sẽ hóa thành một nhà ma rừng bệnh. Việc này sẽ có thật, vì hiện giờ trong số 100 người có thể nói hầu hết đều có bệnh nhiều hoặc ít, chứ ít ai được không ngơ. Cũng vì lẽ con người này một đi đến chỗ yểu vong, quả đất dần dần biến xấu, nên các đấng quyền linh đã nhất định tùy theo căn cơ khí số của nhân sanh mà thành lập ngôi chánh thống, cả hai phương diện đạo lẫn trị một cách ổn thuận, công bằng. Trên dưới, vua quan dân thứ đều sống trong sự xếp đặt của chánh đạo Như Lai. Ngài Thượng Nguyên, tức là những ngày nay cảnh này, với một màu sắc đầy đủ trang nghiêm tu lịch, nhà không đóng cửa, của rơi không người lượm, trên bờ dưới sông, xe cộ thuyền tàu đều thuận theo tả hữu mà đi rất êm ái thứ tự. Thưa quý đồng đạo, kẻ đã mang nợ nhiều nhất là chúng ta, mà đặng mùa nhất cũng là kiếp này của chúng ta vậy. Chúng ta phải nỗ lực tạo tác công đức phước huệ cho ta được có nhiều, để đến một ngày kia quan trần đã rảnh, công quả được to, hầu dưới chân Đức Thầy, Đức Phật, nghe lẽ diệu màu, thấy việc kỳ bí, còn chi quý quá cho bằng vậy.
Than ôi cuộc thế điêu tàn, người đời sao lại mơ màng chưa tin. Đợi cho tiếng nổ vang thinh, rồi kia mới biết giật mình hay sao. Thế là đã lọt vực sâu, ăn năn việc ấy gầm âu muộn màng. Ngày nay từ xóm cùng làng, hãy nên sốt sắng lo đàn hiền lương. Nghèo nàng thời tạm rau tương, dầu cho đội nguyệt mang sương không này. Chữ tu quy qua lắm thay, ngàn xưa các bậc anh tài cùng chăm. Hôm nay dân kém hành tâm, sao không gánh gỗ lo tầm kệ cơ. Sự tu khuyên chớ bơ thờ, vừa nên cúng bái vừa nên trao lòng. Tổ tiên cùng giống lạc hồng, vẫn là hâm mộ ở trong Phật đường. Biết bao dân thư đệ dương, đã từng tiến đến nhãn đường bạch minh. Nay ta gắng sức tưởng tin, ngày kia ắt được cứu mình khỏi tay. Bữa nay rồi kể đến mai, âm dương thâm thoát mỗi ngày vậy thôi. Nếu ta không sớm trao dồi, để chừng già bên tính hồi muộn thay. Bây giờ nhân có một ngày, trước khi tiêu diệt ráng mài chân tâm. Nếu kia có phải năm trăm, hẳn là hút sắc ngàn năm vẫn còn. Dẫu rằng phải có chiều loan, tâm hồn kia chớ mỏi mòn lăn lơ. Với mình đã hiểu quyền cơ, dầu ai pha rối chớ ngơ lạng lòng. Miệng sao thấy được non bồng, gặp vị thánh chúa thỏa lòng ước ao. Bây giờ sao trộn vàng thao, chừng phân kim mới rõ màu thấp cao. Cuộc đời trao trở làm sao, nay mai việc thế xiết bao điên cuồng. Hãy người tu phải chịu luôn, để cho mình đủ phép khuôn với đời. Luyện lòng cho được tốt tươi, hẳn là khỏi được những nơi âu sầu. Chuyện xoay nhân loại đâu đâu, rung rinh trái đất một bầu gốm ghê. Người tu nay kẻ cho mê, tuy mê mà giác đừng chê bớ người. Kẻ kia nay chiếc miệng cười, sao rồi hối hận cho đời dở dang. Đường dài phải gắn tim gan, mới là nắm
được niết bàn bởi ai. Đến đây đồng đạo gái trai, trong sân cho đến chỉ ngoài lỗ kia. Quên chân mỏi quên đêm khuya, lắng nghe được có ra về sửa trao. Bởi thương chẳng hoàn khổ lao, để đem tiếng kể ngọt ngào nhủ khuyên. Thầy còn mướn tiếng khùng điên, chịu bao tai ách kết duyên với đời. Huống ta đâu dám tiếc lời, đem lòng chua xót rêu thôi muôn ngàn. Nhìn nhau mà hốt lễ tràn, thấy nhau đông đảo lại càng đớn hơn. Bởi vì ít kẻ nhớ ơn, nên không vui sửa xác thân của mình. Quên rằng thầy đã hy sinh, đem thân cứu thế chịu nghìn gian lao. Với thân sư phụ chẳng nao, huống ta nở để lãng sao nổi tình. Miệng là cho cả nhân sanh, dưới trên đều cũng như mình biết tu. Chẳng hay gây oan kết thù, để lo phá sạch mờ lũ tánh mình. Ai ơi cuộc thế linh đinh, đến đây chưa mấy an ninh bớ người. Chừng nào có chúa có tôi, thầy trò sum họp đứng ngồi mới yên. Ngày nay trăm thảm ngàn phiền, bởi đời nhiều bung đảo điên còn nhiều. Ngẩn ngơ ngày chung quỷ tiêu, một phen dùng dãy trăm chiều thiết tha. Nay đây đồng đạo trẻ già, chỉ thường niệm Phật Di Đà chớ quên. Khỏi ngày hòa hòa kênh kênh, khỏi ngày rắn đập yếu tinh hại người. Nay như hoa nở còn tươi, một phen gió cuộn rũ rời từ manh. Nào đâu lừa dối nhân sanh, chỉ em lời lẽ khiết thanh nhủ lòng. Muốn tu thời phải gánh công, đừng quên làm việc non sông bớ người. Có duyên ta mới an nơi, ráng lo trao sửa đảo đời cho sống. Cuộc đời còn lắm gai chông, thì ta cũng phải có công với đời. Chớ lo ham việc lỗ lời, mà giống đạo đức bớ người đời nay. Khổ lao nhân loại còn gai, vì chân nghiệp chướng chưa phai bớ người. Khổ kia giảm bốn trong mười, sáu phần còn phải chịu thời lao lung. Muốn sao cho được thung dung, phải cần trao trịa cho xong việc lành. Chừng ni thấy được nam thành,
mới là toại chí của mình bấy nay. Đạo đồng lớn nhỏ gây trái, cuộc đời như thế dừng mấy nữa lần. Thì vui mà chẳng dám mừng, bởi đời trao trở muôn phần éo le. Muốn sao được uống tàu khê, rửa tâm phàm tục sáng suy muôn đời. Chợ nay oan khổ khắp nơi, thân người trôi giạt lệ rơi từng hồi. Ai ơi kìa thấy cuộc đời, một ngày một thúc khắp nơi điêu tàn. Giặc nhà nay dẹp chưa an, cớ sao dân chúng không toan sửa mình. Kết liên nhau lại một tình, vừa lo đạo đức vừa tranh lợi nhà. Dẫu rằng bách chiếc thiên ma, với lòng kia vẫn thiết tha thái bình. Con người vì nghĩa quyên sinh, thác rồi cũng được lưu tình người thương. Ai ôi đốc nén tâm hương, thành tâm cầu khẩn mười phương Phật trời. Hổ thầy nạn ách được rời, thân kia đành mạnh cứu đời mai sau. Có thầy ta khỏi núng nao, không thầy như lá gió rào rạc kia. Thương thay khi đức thầy về, khi hung ác bị thảm thế muôn nghìn. Vì lo ba thước gươm linh, trần loài phản nghịch ẩn tình lâu nay. Chỉ đeo theo rượu với bài, lòng kia vội bỏ những ngày quy y. Ai ôi sum dứt mê si, đổi tâm giác ngộ để đi đến cùng. Ngày kia đến tận sơn trung, được xem cho rõ hình dung Phật trời. Nay đây khuyên nhủ người đời, phải nên tự liệu cho nơi được rồi. Thân mình không khéo tu bồi, ngày kia ma quỷ cũng lôi khổ mình. Nay đây khuyên nhủ chẳng dình, để sao lao lý trở mình khổ thay. Nỗi sầu cho cuộc trần ai, sau này nhiều nỗi cấn gai nặng nề. Dân ngôi chưa hẳn nô nê, đói lòng sắp phải ủ ê có ngày. Sợ e chẳng có bắp khoai, lửa là lúa nếp như nay dư bầu. Thần ôi phải sợ héo khô, lửa là son phấn điểm tô bớ người. Thân ôi bèo nước giữa vời, một khi sông vô ra rời từ manh. Nhìn nhau kìa có chim xanh, dẫn đường cho thấy được hình Tây Dương. Chớ nên để tánh lương khương,
con người sống cảnh oan ương khó lòng. Lừa đi hai chữ đục trong, phải tìm lấy một mới sống bỡ người. Đến đây đồng đạo yên ngồi, ngồi nghe cho rút những lời nhủ khuyên. Muốn sao đó có lòng thiền, biết thờ kinh Phật thánh tiên chẳng rời. Dẫu cho lỡ đất sập trời, lòng mình cũng vẫn không rời sự tu. Ngày kia bảy bữa âm u, ơn nhờ tiếng Phật dân du cứu mình. Rừng xanh hội yến linh đình, vui chí hơn được giữa mình hùm lan. Tuy loài thú ở rừng quang, ngày sau còn được một đoàn hiền lương. Là thay thú vật chọn đường, người không lừa nẻo thăm thương muôn nghìn. Ai ôi phải ráng sửa mình, đừng nên bỏ dở khổ sinh vãng đời. Hồng quang đức Phật chói ngời, ba trường thuyết pháp độ người ngàn muôn. Một khi có giọt mưa tuôn, qua rồi bông trái tươi nhuần sờn sơn. Nay đây đợi đến thời cơ, cửa trời mở rộng ngút mờ phá tan. Thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng, hội đồng thượng phạt thế gian thử nào. Nay còn kẻ thấp người cao, kẻ lành người dữ cùng nhau rộn ràng. Mấy ai lấy đá đổi vàng, lấy vàng đổi đá người càng thêm chê. Tuy quê mà lại không quê, bởi lòng đã nhận có bề thiên công. Có mà sao trở lại không, còn không mà có bởi lòng thẳng ngay. Cuộc đời như thế dần mây, một khi gặp gió thì nay không còn. Sợ e thay biển đổ hòn, lập thời thương cổ không còn mấy ai. Kẻ hiền tồn tại ngày mai, cuộc đời mới được khỏi lay chuyển nhiều. Nay khuyên dừng bước làm kiều, để hầu thoát khỏi mọi điều khổ lao. Đạo đồng thương lẫn cùng nhau, ấy là đáp lại ơn cao của Thầy. Ghét nhau gầm có chi hay, vô tình làm lợi kẻ ngoài đấy thôi. Hợp tâm để có dung bồi, học theo con môi để rồi bảo thân. Gọi kêu kẻ cửu người tân, tu mau tu chậm chớ phân chi nhiều. Một ngày liễu nghĩa cao siêu, đạo kia cũng được tiêu diêu đấy rồi. Đạo đồng đồng đạo hỡi ôi, nhớ thầy thì phải trao dồi lương tâm.
đừng cho kẻ khác oán thầm phải làm quỷ phục thần khâm bớ người. Lời khuyên đây đã hết lời, chào trong đồng đạo đứng ngồi lui chân.